Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hiện nay là cần thiết và khá phổ biến. Và việc này đã mang lại những hiệu quả to lớn đối với năng suất công việc. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể sử dụng những phần mềm công nghệ một cách gọn nhẹ và hiệu quả, đạt được tối đa là nỗi băn khoăn của không ít doanh nghiệp. Ngày hôm nay, Talk Doanh nghiệp mời quý vị và các bạn ghé thăm một doanh nghiệp đã có những sự phát triển từ việc Việt hóa những phần mềm kế toán từ nước Nga bạn bè, công ty Hệ thống 1V. Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinasin. Tại đây, phần mềm kế toán 1C là một trong những phần mềm quen thuộc đối với các nhân viên này vì những ứng dụng và hiệu quả mà nó mang lại. Đây là một trong những sản phẩm phần mềm được sản xuất tại Nga và đã được các thành viên tích cực của công ty cổ phần Hệ thống 1V đầu tư nhiều công sức để Việt hóa cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng tại Việt Nam. Tại thị trường Nga và các nước Liên Xô cũ, các giải pháp của 1C, đặc biệt là kế toán được ứng dụng đại trà trong các doanh nghiệp. Những giải pháp này đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp giảm tải được khối lượng công việc không nhỏ và giảm tải được sự cồng kềnh của bộ máy nhân sự. 15 năm học tập và sinh sống tại Liên bang Nga đã mang lại cho tiến sĩ Trần Thắng, giám đốc công ty cổ phần Hệ thống 1V nhiều điều. Theo học chuyên ngành kinh tế nhưng lại có niềm đam mê và nhiệt huyết đối với công nghệ thông tin. Cùng với sự cảm nhận sâu sắc sự phát triển của một nền khoa học công nghệ tại nước bạn, Trần Thắng đã tự dấn thân vào con đường rất mới mẻ này và cũng là tự cho mình cơ hội để được khẳng định cống hiến. Năm 2005, anh về nước với mong muốn được mang những kiến thức mình được trau dồi cùng với khát khao được cống hiến cho nước nhà, thành lập công ty cổ phần Hệ thống 1V. Những ngày đầu tiên là những ngày khó khăn mà cũng vô cùng đáng nhớ. Vốn liếng ban đầu là hai nhân sự với rất nhiều nhiệt huyết và quyết tâm. Công việc chính của họ là việt hóa những bộ sản phẩm từ công ty 1C của Nga sao cho phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của người Việt Nam. Công việc này đòi hỏi đội ngũ nhân sự có trình độ, hiểu biết về công nghệ, kế toán, quản lý và đặc biệt là phải biết tiếng Nga. Những người đi đầu khẳng định rằng đây là bài toán khó khăn của những ngày đầu tiên của 1V. Tuy nhiên, Trần Thắng và đồng nghiệp chưa bao giờ lo lắng về một con đường cùng bởi họ có niềm tin về sự chiến thắng của trí tuệ, của hy vọng. Tôi cũng có cái may mắn là được học ở bên Nga cũng một khoảng thời gian tương đối dài, được có điều kiện công tác bên đó và làm theo đúng cái chuyên ngành mình đã học. Thực ra là tôi học ở ngành kinh tế, nhưng mà chính vì trong cái điều kiện làm việc, cái môi trường như thế thì tôi có cơ hội tiếp xúc với cái giải pháp. Đầu tiên là tiếp xúc với giải pháp và sau đó là tiếp xúc với nền tảng. Và thực tế mà nói thì tôi không nghĩ là tôi sẽ đi vào trong ngành công nghệ thông tin, mà chỉ thấy là cái giải pháp nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là chuyên nghiệp. Khi mà có cơ hội tiếp xúc với giải pháp của Nga và có cơ hội tiếp xúc với một số những giải pháp nước ngoài và tìm hiểu thêm một số các giải pháp Việt Nam ấy, thì tôi thấy là một cái nền tảng công nghệ mạnh, một cái giải pháp tốt thì cũng có thể áp dụng vào trong thực tế của Việt Nam. Và cái ý tưởng là để làm sao mà có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi đã biết, chia sẻ những cái công nghệ mới mà ở nước Nga sử dụng rất là rộng rãi, thì đã thôi thúc tôi để làm sao mà có thể chuyển giao được công nghệ đấy về Việt Nam. Hơn nữa là ở bên Nga thì người ta đã hình thành một cái gọi là cái cộng đồng về công nghệ thông tin, phát triển cái giải pháp dành cho doanh nghiệp trên nền tảng của 1C. Ở đấy thì có trên 100.000 các chuyên gia chuyên môn đi hoạt động trong cái lĩnh vực này. Ở Việt Nam chẳng hạn, hoàn toàn cái mô hình đấy là chúng ta cũng chưa biết đến. Thế nhưng mà khi mà tôi làm việc trong cái mô hình đấy thì các bạn cảm thấy rất là choáng ngợp, nhưng mà cảm thấy rất sự chuyên nghiệp của cả một hệ thống lớn như vậy. Thì nó đơn thuần không phải là có một cái gì đó nó hoành tráng, mà nó mang tính chất thực dụng nữa. Đó là cái là mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh ở bên Nga chẳng hạn, thì để coi như duy trì được cái đội ngũ với cái số lượng mà nhân viên làm việc như thế, thì không phải là một công ty duy trì, mà họ duy trì trong cả một cộng đồng là trên 10.000 cái doanh nghiệp làm việc trong cái lĩnh vực đó. Thì một cái mô hình kinh doanh có nghĩa là ngay cả những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ cũng đều có thể có cơ hội tiếp cận, không chỉ tiếp cận về giải pháp mà còn tiếp cận về mặt công nghệ, là làm sao có thể là tùy chỉnh cái giải pháp đó, làm sao có thể phát triển cái giải pháp đó hoàn toàn nó phù hợp hơn, hoàn toàn thích ứng hơn với cái điều kiện thực tế của cái doanh nghiệp mình. Thì chính cái mô hình là từ nền tảng công nghệ suy ra cái mô hình về kinh doanh ấy, thì cảm kích thích tôi rất là nhiều. Và đưa ra cái mô hình đấy chẳng hạn, tôi cũng muốn là để làm sao cho những người ở Việt Nam này chưa có cơ hội tiếp xúc cũng có thể là biết thêm được về cái nền tảng cũng như cái giải pháp của 1C. Nước Nga gắn bó với Trần Thắng không chỉ bằng những gì đúc kết được trên giảng đường, mà còn là nơi hun đúc ý chí người thanh niên trẻ về con đường lập nghiệp tại nước nhà. Thời điểm đầu, thậm chí việc lựa chọn giải pháp nào để Việt hóa và đưa ra thị trường đầu tiên cũng là một lựa chọn khó, bởi khi đó thị trường kế toán Việt Nam đã có quá nhiều những nhà cung cấp
và những phần mềm kế toán ngoại không được đánh giá cao vì khó được Việt hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, thị trường phần mềm kế toán tuy nhiều nhà cung cấp nhưng cũng lại làm thị trường chưa được chuẩn hóa và có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai, nên một VS vẫn quyết định chọn một C kế toán 8 để Việt hóa. Quyết định đó được xem là vượt qua rào cản về tâm lý, dù một C kế toán 8 mới chỉ được đưa ra thị trường chính thức hơn một năm, nhưng nó đã có được vị thế nhất định trên sân chơi này. Hơn 200 doanh nghiệp của Việt Nam đã sử dụng sản phẩm này, và một C kế toán 8 đã thực sự giành được sự hài lòng và tin cậy từ phía đối tác. Cái sản phẩm có nguồn gốc từ Nga, và ở đây thì nó thể hiện được hai cái tính, đó là tính chuyển giao. Chúng tôi được chuyển giao cái về mặt công nghệ, chuyển giao một giải pháp, và đồng thời nó mang tính kế thừa. Tính kế thừa là chúng tôi tiếp nhận tất cả những nền tảng công nghệ, tiếp nhận những giải pháp của bên Nga và đồng thời tiếp tục để Việt hóa và làm sao nó phù hợp, tùy ứng những giải pháp đấy cho cái điều kiện của Việt Nam. Nó xuất phát từ ý nghĩa là kế thừa và chuyển giao. Thành ra là cái chữ 1C ấy, thì chính là cái giải pháp của Nga. Và một trong những mục đích của chúng tôi làm là để làm sao cái giải pháp nó đơn giản, thân thiện. Thành ra là nó phải được là gì? Hoàn toàn thuần Việt. Với chữ thuần Việt chẳng hạn, ví dụ gắn liền với giải pháp 1C thì nó có giải pháp 1C kế toán, giải pháp về quản lý thương mại chẳng hạn, quản lý bán lẻ thì nó gắn liền với chữ 1C bán lẻ. Đấy, để làm sao cho tất cả mọi người đều có thể nhận biết được, thứ nhất là cái hãng chính, là cái người mà phát minh hay là cái người mà sản xuất ra hay là phát triển cái giải pháp đấy ở bên Nga, và đồng thời là chúng tôi cũng thể hiện được cái tính hay là thân thiện và tính thuần Việt của cái giải pháp này. Một trong những tính năng nổi trội của các sản phẩm của một VS chính là khả năng áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Một C kế toán 8 có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng, du lịch. Tính năng này thực sự mang lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng, nhưng không cần tùy chỉnh nhưng vẫn có khả năng áp dụng cho nhiều doanh nghiệp trong công tác kế toán, giúp các kế toán viên có tư duy làm việc chung và không gặp khó khăn khi thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực khác nhau. Thực thực mà nói thì ở bên Nga và một số các nước của thuộc Liên Xô cũ thì cái giải pháp áp dụng cho rất nhiều các ngành nghề, các lĩnh vực, và đó là một cái thực tế có thể nói đã áp dụng, nghĩa là ngấm sâu vào trong cái công tác quản lý kế toán của các doanh nghiệp. Chính vì cái điểm mạnh đó mà chúng ta có thể thấy khai thác rất là tốt cho cái thị trường Việt Nam này. Ví dụ như là có thể tiến hành áp dụng cho nhiều doanh nghiệp thì những cái người làm việc về kế toán thuê chẳng hạn, làm dịch vụ về kế toán, họ có thể là sử dụng trên một phần mềm áp dụng cho rất nhiều các loại hình doanh nghiệp khác nhau và không cần phải tạo ra nhiều các phiên bản hay là các mô hình hoạt động dành riêng, nghĩa là lấy ra những phần mềm khác nhau để sử dụng cho công tác kế toán của mình mà chỉ cần sử dụng duy nhất một sản phẩm mềm. Gần 4 năm tuổi, một VS đã có được một hệ thống giải pháp tốt, một chiến lược mục tiêu phát triển rõ ràng với đội ngũ nhân sự có trình độ và tâm huyết. Và điều quan trọng nhất cũng chính là phần tưởng lớn nhất với công ty chính là khách hàng hài lòng và tin tưởng với sản phẩm và dịch vụ của công ty. Chọn cho mình một đường đi không dễ dàng và đặc biệt nó còn là con đường chưa gói đặt chân đến. Trần Thắng cùng cộng sự đã có những ngày đầu gây dựng đầy đáng nhớ. Việt hóa sản phẩm không phải là một việc dễ dàng và ngoài phần mềm 1C kế toán 8 thì chưa phần mềm ngoại nào có thể được Việt hóa hoàn toàn. Việc Việt hóa yêu cầu người làm không chỉ cần kiến thức về công nghệ mà cần có kiến thức và nhận định được tất cả các điểm khác biệt đó. Đội ngũ nhân viên của một VS là những người trẻ và có lẽ vì rất trẻ nên họ có đủ sức lực, đủ niềm tin để cùng lãnh đạo của mình vững bước trên con đường đó. Với họ, hiệu quả của công việc không chỉ là những lý thuyết phần mềm đơn độc. Và trong quá trình làm việc thì chúng tôi không chỉ nghiên cứu về mặt lý thuyết. Đây, lý thuyết thì được hiểu chính là những cái gì đã được tích lũy vào trong chương trình, những cái vấn đề gì đó đã được viết trong thành các sách, các giáo trình. Khi mà chúng tôi làm việc ấy, thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều quy trình thực tế ở Việt Nam và phải đưa ra nhiều cái thử nghiệm và tiếp nhận là tất cả những thử nghiệm đấy, những cái phản ánh của khách hàng, làm sao cho cái quá trình áp dụng ấy, nó phù hợp với cách nghĩ, cách nhìn nhận, cách suy nghĩ của Việt Nam. Cũng là một quá trình cũng tương đối dài và chúng tôi đã mất hơn một năm trời để tiến hành Việt hóa cái giải pháp 1C kế toán và cũng gần từ đấy thời gian để tiến hành Việt hóa cái giải pháp 1C bán lẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từng nhận định về sản phẩm 1C kế toán 8. Tôi đánh giá đây là một giải pháp tốt hoàn toàn thích ứng với thị trường Việt Nam. Phần mềm với nền tảng công nghệ mạnh hỗ trợ đa dạng chức năng tự động hóa hoạt động kế toán, giải quyết hiệu quả vướng mắc các doanh nghiệp thường gặp phải khi tiến hành kế toán máy. Hơn thế nữa, mức giá của 1C kế toán 8 lại rất cạnh tranh với nhiều phương án phù hợp với các mức độ của tình hình tài chính doanh nghiệp. Đây chính là một trong những phần thưởng lớn mà một VS được khách hàng ghi nhận và cũng chính điều này là động lực cho những nỗ lực trong thời gian sắp tới của toàn thể cán bộ nhân viên của một VS.
Bên cạnh việc tiếp tục gây dựng một VS mạnh về những phần mềm kế toán nhiều khả năng ứng dụng, công ty cổ phần hệ thống 1V còn mở rộng về mặt nhân sự bằng cách đào tạo một số lớp nguồn về công nghệ thông tin nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cần thiết khi làm việc tại các doanh nghiệp. Những lớp này trực tiếp do 1VS giảng dạy và đã thu hút được khá nhiều học viên từ các doanh nghiệp bạn tham gia. Luôn luôn hướng đến sự hoàn thiện là cách để 1VS tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là lý do để một tập thể có thể lớn mạnh, để đi tiếp trên chặng đường nhiều chông gai nhưng hứa hẹn những vinh quang đang đón chờ phía trước như 1VS. Vẫn là 1VS hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tập trung chủ yếu vào việc tạo dựng các sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ tự động hóa quản trị doanh nghiệp. Vẫn lấy lòng nhiệt huyết làm cơ sở để phát triển, lấy mong mỏi được gắn bó với khách hàng là tiêu chuẩn của sự thành công.